ta có bài toán tính 1 phần 3, chia 5. Để giải bài toán này, ta có thể sử dụng hình ảnh minh họa. Bạn hãy tạm dừng video và thử tự làm trước nhé. Ta sẽ vẽ một hình chữ nhật biểu diễn một đơn vị. Tiếp theo, ta chia hình chữ nhật thành 3 phần bằng nhau. Mỗi phần trong 3 phần bằng nhau này sẽ tương ứng với 1 phần 3. Ta có phần được tô màu, biểu diễn phân số 1 phần 3. Ta tiếp tục chia phần được tô màu này thành 5 phần bằng nhau ta chia hình chữ nhật bằng các đường thẳng như thế này. Vậy ta đã chia hình chữ nhật thành 5 hàng bằng nhau. Mỗi ô nhỏ này sẽ ứng với 1 phần 5 của phần được tô màu cam. Vậy khi xét trên cả hình chữ nhật, mỗi ô nhỏ này sẽ ứng với bao nhiêu phần của hình chữ nhật ban đầu. Bằng cách đếm, ta có thể thấy hình chữ nhật đã được chia thành 15 phần bằng nhau. Hoặc ta có thể thấy, ta đã chia hình chữ nhật ban đầu ra thành 3 cột và 5 hàng, nên sẽ có tất cả là 3 x 5 bằng 15 ô nhỏ. Vậy mỗi ô này sẽ ứng với 1 phần 15. Mỗi ô này biểu diễn kết quả của phép tính 1 phần 3 chia 5. Vậy đáp án sẽ là 1 phần 15.